Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu người mệnh mộc sinh năm bao nhiêu. Mệnh mộc là gì? Hành mộc chính là chỉ về mùa xuân và là biểu tượng cho sự sống mãnh liệt, dồi dào của cây cỏ, hoa lá. Ngoài ra, mộc còn là sự che chở cho kẻ yếu, chống lại những sức mạnh phá hoại khác, mang lại sự sống cho muôn loài trên trái đất. Mệnh mộc là một trong mệnh ngũ hành. Lần lượt tiếp theo là mệnh kim, thủy, hỏa và thổ. Theo thuyết ngũ hành, mệnh mộc được xem là biểu tượng của cây cối, thực vật, hoa cỏ, sức sống mới và sự tươi mới của khí trời mùa xuân. Trong cuộc sống này, từ cây cỏ nhỏ ven đường cho đến những thân thể to lớn như đại thụ đều là mệnh mộc. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Mộc hay còn gọi là cỏ cây, thường trưởng thành và phát triển mạnh mẽ nhờ vào những cơn mưa hay nguồn nước mà tạo hóa mang đến, giúp cho hành tinh này có sự sinh sôi. Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng mộc sinh tồn là nhờ thủy. Mệnh mộc là đại diện cho sự sống, có chức năng kết nối sự sống. Như trên một cây thì từ rễ, thân, nhánh, lá tương hợp với nhau để nuôi sống cây. Mộc là cây lá, từ cây nhỏ bé đến cây đại thụ to lớn đều là mộc. Theo phong thủy học, mệnh mộc sẽ có các mối quan hệ tương sinh và tương khắc ứng với các mệnh còn lại trong ngũ hành, cụ thể như sau. Cây cối sinh sôi phát triển khi có nguồn nước dồi dào, thủy sinh kim. Cây cối khô cằn bị đốt cháy hoặc dùng gỗ cọ vào nhau sẽ sinh ra lửa, mộc sinh hỏa. Hành mộc sẽ sinh ra hỏa, do gỗ cháy sẽ sinh ra ngọn lửa, và tương sinh với thủy do nước sẽ giúp cho cây luôn được phát triển và tươi tốt. Hành mộc tương khắc với hành kim và hành thổ, vì cây hút chất từ đất nên mộc sẽ có lợi còn thổ suy hao. Cây cối sẽ bị chặt đứt chết đi, tức kim khắc mộc. Cây cối càng sinh trưởng sẽ làm cạn kiệt năng lượng của đất đai, tức mộc khắc thổ. Mỗi con người ngay từ khi sinh ra đã mang một số mệnh khác nhau. Mỗi người sẽ có một mệnh tương ứng với năm sinh của mình. Vậy mệnh mộc sinh năm bao nhiêu là những năm nào? Trong hành mộc có 6 nạp âm, được quy ước như sau. Mậu Thìn, người sinh năm 1928, năm 1988. Kỷ Tỵ, người sinh năm 1929, năm 1989, được gọi là Đại Lâm Mộc, tức là cây lớn trong rừng. Nhâm Ngọ, người sinh năm 1942, năm 2002. Quý Mùi, người sinh năm 1943, năm 2003, được gọi là Dương Liễu Mộc, tức cây dương liễu. Canh Dần, người sinh năm 1950, năm 2010. Tân Mão, người sinh năm 1951, năm 2011, gọi là Tùng Bách Mộc, tức cây Tùng Bách. Tuổi Mậu Tuất, người sinh năm 1958, năm 2018. Kỷ Hợi, người sinh năm 1959, năm 2019, được gọi là Bình Địa Mộc, tức cây ở đồng bằng. Nhâm Tý, người sinh năm 1972, năm 2032. Quý Sửu, người sinh năm 1973 và năm 2033, được gọi là Tàn Đổ Mộc, tức cây dâu tằm. Canh Thân, người sinh năm 1980, năm 2040. Tân Dậu, sinh năm 2041 và năm 1981, gọi là Thạch Lụ Mộc, tức cây thạch lụ.
Vậy tổng kết lại là những ngưỡng thuộc mệnh mộc sẽ được sinh vào năm 1928, năm 1929, năm 1942, năm 1943, năm 1950, năm 1951, năm 1958, năm 1959, năm 1972, năm 1973, năm 1980, năm 1981, năm 1988, năm 1989, năm 2002, năm 2003, năm 2010, năm 2011, năm 2018, năm 2019, năm 2032, năm 2033, năm 2040 và năm 2041. Theo như phong thủy học, người có năm sinh thuộc hành mộc vốn thuộc tiếp người hoạt bát, yêu đời và sáng dạ. Họ luôn có nhiều sáng kiến hay và đôi lúc có nhiều trí tưởng tượng bay xa hơn thực tế. Trong công việc, một khi đảm nhiệm một nhiệm vụ gì thì họ sẽ cố gắng hết sức hoàn thành thật tốt và chính xác nhất. Người mệnh mộc luôn có một số điểm yếu cần phải thay đổi sớm như quá hấp tấp, dễ nóng nổi, không có sự nhẫn nại. Đôi lúc họ không tập trung mà lơ là đi công việc hiện tại của bản thân. Dựa vào biểu tượng vốn có của mệnh mộc, người mệnh mộc nên làm những công việc về lĩnh vực cây cối, gỗ, hoa cỏ như là nghệ nhân cắm hoa, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp giấy hoặc trang trí nội thất, vân vân. Khi xây nhà hoặc mua nhà mới, người thuộc mệnh mộc nên bài trí thêm những vật trang trí hoặc chậu cây để kích thích vận khí, hướng phù hợp với hướng chính đông và hướng đông nam để có được vận khí sẽ rất hợp với hành mộc. Các nạp âm thuộc mệnh mộc, tan đổ mộc. Các tuổi thuộc nạp âm là Quý Sửu và Nhâm Tý. Trong thuyết ngũ hành có thủy sinh mộc. Mộc vừa sinh trưởng đã bị kim sát phạt. Từ đó ta có Sửu thuộc hành kim, Tý thuộc hành thủy. Tan đổ mộc chính là loại cây dâu tằm vừa mới lớn, vừa trổ hoa, trái thì đã bị cắt, hái, thu hoạch. Nhìn vào thực tế, cây dâu tằm tồn tại trên đời, từ thân cây cho đến từng chiếc lá đều có công dụng. Thân cây dùng để làm cung bắn, lá dùng để nuôi tằm. Từ đó có thể hình dung được người thuộc nạp âm tan đổ mộc. Bản tính không được nhiệt huyết, dễ bị chi phối, làm gì cũng phải có người giúp đỡ, trợ giúp. Tan đổ mộc. Các mệnh thuộc tuổi thuộc nạp âm này chính là Tân Mão và Canh Dần. Theo lời người xưa kể lại, mộc đến khi phồn thịnh sẽ trở thành Tùng Bách Mộc, ứng với Lâm Quan tại Dần và Đế Quan tại Mão. Tùng Bách Mộc là loại cây có sức sống mạnh mẽ và có khả năng thích nghi hoàn cảnh vô cùng tốt. Dù nắng gắt, gió mạnh, chúng vẫn sinh sôi tươi tốt. Do đó, người thuộc nạp âm này thường dễ đạt thành tựu dù hoàn cảnh xuất phát có tệ thế nào, ngược lại cũng có thể là người không có ý chí. Đại Lâm Mộc. Theo sách Ngũ Hành đã viết, các mệnh mộc thuộc nạp âm này là Mậu Thìn và Kỷ Tỵ. Thìn ở đây được hiểu là thảo nguyên bao la, Tỵ được xem là vầng thái dương nắng ấm. Từ đó cây cối sinh trưởng thành những thân cây to lớn vĩ đại là Đại Lâm Mộc. Người thuộc nạp âm này thuộc tiếp người có đầu óc, biết nhìn xa trông rộng. Tuổi Mậu Thìn có thìn thuộc hành thổ, thổ bị khắc chế bởi mệnh mộc, đều dẫn đến thiếu nhiệt huyết và trở nên nhục trí. Tuổi Kỷ Tỵ có tỵ thuộc hành hỏa, mộc sinh hỏa. Nếu có gặp vận hạn cũng dễ khắc phục được hơn tuổi Mậu Thìn. Dương Liễu Mộc, người thuộc nạp âm này vốn sống nội tâm, ít nói, dịu dàng. Nhìn họ vào thực tế, phản ứng nhanh nhạy, tuy nhiên trong lòng họ khá mưu mô. Thạch Lộ Mộc, các mệnh thuộc nạp âm
này là tuổi Canh Thân và Tân Dậu, trong đó có tháng 7 là Thân, tháng 8 là Dậu. Hai tháng này rơi vào mùa thu, hành mộc sẽ bị yếu dần, chỉ có nạp âm thạch lụ mộc, tức cây lụ, là vẫn sinh trưởng và đơm hoa kết trái. Xét về mạng tuổi, cả hai tuổi Tân Dậu và Canh Thân đều có can và chi, đều thuộc mệnh kim và mệnh mộc, bị khắc chế bởi mệnh kim. Điều này cho thấy hai mệnh này thiếu linh hoạt và phản ứng kém. Bình địa mộc, các tuổi thuộc nạp âm này là tuổi Mậu Tuất và Kỷ Hợi, có thể hiểu cánh đồng là Tuất, Hợi sẽ là địa, thế nơi cây cỏ sinh trưởng. Điều này giống như sức sống của bình địa mộc, dù thời tiết đông lạnh cây cối không thể đơm hoa kết trái, nhưng rễ cây vẫn âm thầm phát triển. Trong bốn mùa, người thuộc hành mộc sẽ may mắn khi sinh vào mùa nào? Mùa xuân, mệnh cực vượng. Đối với con người, mùa xuân là mùa muôn hoa đua nở, khí trời thanh mát. Người thuộc hành mộc sinh ra trong mùa này sẽ có nhiều vận khí ngất trời, thể chất khỏe khoắn và phúc vận tại thượng. Mộc chính là cây cỏ, hoa lá, sức sống tươi mới. Điều này chứng tỏ mùa xuân thuộc mệnh mộc, sinh ra mùa này người thuộc hành mộc sẽ có nhiều vận may và phúc khí đầy người. Còn mùa hạ, tử vượng mẫu suy. Mùa hạ thời tiết oi bức nóng nực, mùa của mệnh hỏa, mộc sinh ra hỏa. Người thuộc hành mộc sinh vào mùa hạ sẽ suy giảm vận khí, thể trạng suy giảm, mọi sự đều gặp trở ngại. Mùa thu, sức khỏe kém nhất. Mùa của hành kim, theo thuyết ngũ hành, mộc khó sinh trưởng khi bị chế ngự bởi mệnh kim. Điều này cho thấy người thuộc hành mộc sinh ra vào mùa thu sẽ không mấy thuận lợi. Mộc suy giảm thì hành kim sẽ phát vượng, chứng tỏ mùa thu là mùa yếu nhất về thể trạng sức khỏe của người hành mộc. Mùa đông, chờ đợi thời cơ. Mùa của hành thủy, thủy sinh mộc. Dù nguồn nước là nguồn dinh dưỡng tốt cho cây cối, nhưng thời tiết lạnh giá, nước quá lạnh sẽ chế ngự sự phát triển của cây cối. Người thuộc hành mộc ra đời vào mùa này sẽ tập trung nâng cao năng lực, tích lũy năng lượng để sau đó mới phát huy. Đừng hấp tấp làm mọi việc trong thời gian này. Mệnh mộc tương sinh tương khắc với mệnh nào? Mệnh mộc tương sinh với mệnh nào? Quan hệ tương sinh là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau. Thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Mệnh mộc hợp với mệnh nào? Mối quan hệ tương hợp là mối quan hệ hòa hợp, bình đẳng, cân bằng. Thổ hợp thổ, kim hợp kim, thủy hợp thủy, mộc hợp mộc và hỏa hợp hỏa. Mệnh mộc khắc với mệnh nào? Ngược lại, quan hệ tương khắc tức đối kháng nhau, hủy diệt nhau, thường xuyên xảy ra cãi vã, bất hòa, cụ thể là thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Như vậy có thể thấy người mệnh mộc hợp với người mệnh thủy, mệnh hỏa và chính hành mộc. Người mệnh mộc khắc với người mệnh kim và mệnh thổ. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi người mệnh mộc sinh năm nào. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé.